trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại phần thứ 3 của chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ 6 từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về lễ Giáng sinh chào mừng Chúa Giêsu Kitô ra đời. Và kính thưa quý vị, chúng ta theo những cái kinh thánh, những cái lời chỉ dạy của các cha thì chúng ta thấy rằng là lời của khi Chúa Giêsu ra đời đó thì có ba vua cũng đã nằm mơ có cái sự chỉ dạy của Chúa Giêsu là sẽ báo rằng là sẽ có cái đấng cứu thế ra đời. Thì ba vị vua đó cùng cưỡi con lạc đà, lúc bây giờ không có xe, không có ngựa, tôi dùng con lạc đà, thì ba ngài đã đi theo cái hướng của sao băng đi về hướng đông, và sau đó đến thành Nazareth đã tìm được Chúa Giêsu ra đời bên máng cỏ. Đó là lịch sử chúng ta ghi lại như thế. Thì kính thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy rằng là từ tạo thiên lập địa đến nay, vấn đề tâm linh con người nó đã có sẵn rồi, và Đức Chúa Trời đã có sẵn rồi, và chúng ta là một cái linh hồn rất là nhỏ bé, và chúng ta cần phải có cái sự nương tựa của những cái đấng bề trên để chúng ta có thể cởi thức được cái tâm linh của mình được sáng sủa hơn. Chúng ta đã có những nhà tiên tri, những nhà chiêm tinh học, những người báo mộng, rồi nhận được lệnh, vân vân. Đó là vấn đề tâm linh của trong cái thời xa xưa đến nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép vào phần giảng dạy lá số tử vi. Alo, tôi xin nghe đây ạ. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ. Dạ 1 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 73 nhâm nhâm tý. Ngày 25 tháng 12 nhâm tý là 1972 phải không ạ? Tôi xin phép trình bày lá số của người nam sinh vào ngày 25 tháng 12 năm nhâm tý 1972 và giờ tý. Yeah. Theo như lá số này, người nam này có cái sao Cử Môn Hữu Bậc Ngộ Thái Tuế chiếu thiên cơ đó nhé. Đây là cái người tôi gọi là rất là tháo vát, rất là giỏi để về cái sự sinh hoạt, về cái khả năng để mà sinh tồn, và phải nói rằng là có khả năng để mà học cao, nhưng mà rất khó để mà học cao bởi vì nó vướng vào những vấn đề mà tài lộc cái kinh doanh của mình, cho nên gặp cái trở ngại như thế. Người này sẽ có một người lấy vợ rất là giàu có, rất là khá, rất là hay, nhưng sau đó phải đi ly dị vợ, rồi cuộc đời đó từ đó phải làm lại. Rồi cái người thứ hai thì mới là cái người vững chắc cho cái đời của mình, mới tiến đi những bước kế tiếp để tạo sự thành công trong đời của mình. Và người này thì nói chung từ nhỏ cho đến lớn cuối cuộc đời sẽ là cái người tiền bạc không bao giờ thiếu, nhưng mà sẽ không có chức vị công danh gì trong xã hội, trong cái địa vị của mình, chỉ nhìn thấy cái cảnh ở trong một cái cơ quan lớn thôi, nhưng mình không có trách nhiệm, không có một cái chức vụ trách nhiệm gì cả, mà buôn bán thì rất là tài giỏi. Và cái giai đoạn mà người này bắt đầu khá nhất đó là khi vào tuổi 40 nha, 40 cho tới năm nay đã được vài năm khá rồi nha, và sẽ đi đều đặn như vậy cho đến cuối đời. Chưa được số mệnh là như thế. Tôi vào cái lá số người kế tiếp, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Tôi sinh ngày 7 tháng 1 56 lúc 5:15 ạ. Ngày 7 tháng 1 dương lịch 1956, và xin cho biết 5:15 sáng năm 1956 và 5:15 sáng. Dạ. 5:15 sáng. Vâng.
Như vậy là bác sẽ sinh vào giờ dần đó. Tôi xin lặp lại. Người nam sinh vào ngày 7 tháng 1 năm 1956 vào 5 giờ 15 sáng. Người nam này có số mệnh như sau. Đây là một người nam phải nói rằng là rất là giỏi về cái khả năng tôi gọi rằng là làm việc, chỉ huy, buôn bán, người có tài mà người tốt nha, người tốt, có tài đức tốt. Và người này có vợ, là một người vợ mà tôi gọi là sẽ làm cho người chồng nhiều cái làm cho người chồng nhiều cái nhức đầu, bởi vì cái cung thê nó có những cái bộ như là sát phá tham, mà nó có tham lang ngồi đào hoa hữu bậc, thì như vậy là dễ cuộc đời dễ gặp những cái khó khăn về tình cảm, rắc rối với người vợ, và người vợ là cái người vợ không có bằng mình được. Đây là cái người mà phải đi xuống để lấy một cái người rất là bình thường, rất là khó khăn mà ghen tuông, rồi nhiều cái chông gai sóng gió lắm. Tuy nhiên người này làm lại cuộc đời, phải làm lại cuộc đời hết tất cả mọi thứ, bắt đầu từ khi năm 45 tuổi trở đi, làm lại cho đến nay, thì hiện tại 45 tới 55, 55 tới 65, 55 tới 62, người này sẽ khá về tuổi già. Đó là số lượng số mệnh như thế. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Alo. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Alo. Dạ tôi muốn gọi vô để xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Thăm thầy. Alo. Kính thưa quý vị, khi quý vị gọi vào số điện thoại để mà nói chuyện với thầy thì quý vị không cần phải xin chào thầy, tôi muốn hỏi thăm thầy. Quý vị cho ngay cái năm tháng ngày giờ sinh, bởi vì mục tiêu của chúng ta là cần biết năm tháng ngày giờ sinh để chúng ta xem số. Chúng ta không có mất thời giờ để nói là xin chào thầy, hoặc là chúng ta qua những cái câu chuyện nó không cần thiết, bởi vì thời gian của chúng ta, thời lượng của chúng ta rất quý báu là như vậy. Xin quý vị thông cảm cho. Và vấn đề mà tôi gọi là cố gắng để mà tạo cho cái thời gian nó được liên tục, như quý vị nhớ cho biết năm tháng ngày giờ sinh một cách liên tục. 2159. Người này sinh vào năm 1959 vào ngày 59. Ngày 2 tháng 1 phải không ạ? Dạ tháng 2 ngày 1 tháng 9. Ngày 1 tháng 2. Xin cho biết sinh lúc mấy giờ ở đâu ạ? Sinh ở Việt Nam. Sinh lúc mấy giờ? Phải có cái giờ xanh mới xem được lá số. Xin cho biết xanh lúc mấy giờ ạ? Xanh ở Việt Nam đang tuần lúc buổi chiều. Kính thưa quý vị, người mà không có giờ xanh thì không thể nào. Kính thưa quý vị, người mà không có giờ xanh tức là không có thể nào làm được lá số tử vi. Bởi vì trong lá số tử vi, cái giờ xanh của con người rất là quan trọng. Phải có cái tháng đi và sau đó chúng ta nghịch lại để tìm cái bản mệnh của mình. Nếu không có giờ sanh thì chúng ta có thể xem được là cái năm sanh của người năm Kỷ Hợi, tức là Kỷ Hợi sinh vào năm 1959, người Kỷ Hợi đó có mạng mộc. Thì tôi xin phép trình bày như thế này, người mà mộc mà đến hỏa, tức là mộc sinh cho hỏa, cái năm nay sức khỏe nó phải hao tán tí xíu đó nha. Như tôi đã trình bày với các lá số trước đó, là cái khí lực trong người mình đó là mộc, mà cái năm đó là cái năm năm hỏa, thì mộc sinh hỏa mình phải hơi hao tán tí xíu, mệt mỏi tí xíu đó. Nhưng mà cái Kỷ Hợi đó thì cái lộc tồn nó gần với cái bính, cho nên là cái tài lộc tương đối năm nay tương đối tốt nha, tương đối tốt. Tức là so với năm ngoái ở làm mức lương nào đó thì năm nay nó thăng tiến lên tí xíu nha. Chỉ riêng có đất Hợi, cái đất Hợi là cái đất mà nó bị cái đất thân nó nghịch, thành tựu ra là cái công việc không có được chuôn chảy lắm, nhưng tài lộc tốt. Và đặc biệt người nữ tuổi Hợi nó có cái cung khảm mà đến cung khảm tức là cái cung phi đó, cái cung phi của người nữ đó, nó có cung khảm á, thì kính thưa quý vị, năm nay là cái năm bính thân người nữ, năm bính thân nữ nó có cung tốn, khảm đến tốn được sanh khí, thành tựu ra là mọi sự gặp thì tốt đẹp nhưng mà công việc thì đình trệ, và tài lộc tốt đẹp, sức khỏe rất là đi giảm xuống chút xíu. Đó là cái vấn đề số mệnh là như thế. Tôi xin phép và người kế tiếp. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Sinh năm 1969, vợ là 1972. Sinh năm 1969. Vợ là 1972. Như vậy,
Kính thưa quý vị, người nam sinh năm 1969 và vợ sinh năm 1972, thì tôi xin phép trình bày như thế này. Thứ nhất, nói về cái tuổi Kỷ Dậu cho người sinh năm 69 trước, là người này người Thổ, hỏa đến Thổ, là tương đối sức khỏe tốt đó nha. Nhưng mà vì cái Kỷ, cái Lộc cũng tốt nữa, Dậu thì tỵ Dậu Sửu, nó không có liên đới gì đến thân tiết thìn, công việc nó vẫn bình thường, không gì thay đổi, nhưng tài Lộc tốt nha, và gặp nhiều cái khó khăn trong cái sự sinh hoạt của đời sống của mình là như vậy. Cái cung vợ thì phải có thời giờ để nói sau. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin quý vị giữ yên máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin kính chào quý vị.